Cô chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những từ ngữ chỉ nghệ thuật. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ ôn luyện là cách đặt dấu phẩy ở trong câu. Đó là tất cả những nội dung chúng ta được học trong tiết luyện từ và câu ngày hôm nay. Đó là bài mở rộng vốn từ nghệ thuật, dấu phẩy các con nhé. Các con thân mến, đầu tiên, để giúp cho các con nắm được những người hoạt động nghệ thuật, họ là những ai? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ và thảo luận trong nhóm. Sau đó các con sẽ trình bày trong nhóm cho nhau nghe. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau trình bày trước lớp để cô và các bạn cùng nghe nhé. À, như vậy, những người hoạt động nghệ thuật đó chính là kiến trúc sư, ca sĩ. Và người hoạt động nghệ thuật tiếp theo đó là nhà quay phim, biên đạo múa. Và người hoạt động nghệ thuật tiếp theo đó là diễn viên xiếc, họa sĩ. Và người hoạt động nghệ thuật tiếp theo đó là nhà điêu khắc, nhà văn. Và người hoạt động nghệ thuật cũng chính là nhà thơ nữa đấy các con. Và đây, người hoạt động nghệ thuật là nhà ảo thuật, nhà quay phim và nhà điêu khắc. Tiếp theo đó là ca sĩ. Và người hoạt động nghệ thuật tiếp theo đó là diễn viên hát tuồng các con. Và các con thân mến, đây là người hoạt động nghệ thuật chính là những nhà thiết kế thời trang. Và các con hãy nhìn lại kiến trúc sư đang thiết kế xây dựng trên mô hình. Và đây là những tác phẩm nghệ thuật về kiến trúc của những nhà kiến trúc sư. Và các con hãy quan sát tiếp. Người hoạt động nghệ thuật đó là diễn viên đóng phim. Và người hoạt động nghệ thuật tiếp theo đó là diễn viên múa đấy các con. Và người hoạt động nghệ thuật tiếp theo đó là diễn viên hát chèo. Các con thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau nói trong nhóm cho bạn nghe về những người hoạt động nghệ thuật mà con biết. Và đồng thời các con đã được xem những hình ảnh rất là sinh động ở trên màn hình đúng không nào? Vậy những người hoạt động nghệ thuật ấy có những hoạt động nghệ thuật nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo nhé. Và đầu tiên các con hãy cùng nhau suy nghĩ và kể cho bạn nghe những hoạt động nghệ thuật của những người hoạt động nghệ thuật là những hoạt động nào nhé. Các con hãy cùng nhau suy nghĩ và đưa ra câu trả lời nào. À, như vậy các hoạt động nghệ thuật đó là hoạt động ca hát, hoạt động nặn tượng, hoạt động múa và thiết kế thời trang đúng không nào? Thì mời các con hãy quan sát tiếp. Và các hoạt động nghệ thuật đó là các nghệ sĩ đang biểu diễn. Và tiếp theo, diễn viên xiếc đang biểu diễn với các con. Và đây hai em bé đang biểu diễn thời trang với các con ạ. Rất dễ thương phải không các con? Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến với hoạt động nghệ thuật. Đó là biểu diễn thời trang tiếp theo. Và tiếp đó, hoạt động nghệ thuật đang chạm trổ trên gỗ với các con ạ. Và các con thân mến, vừa rồi các con đã cùng nhau tìm hiểu về các hoạt động nghệ thuật. Vậy những môn nghệ thuật là những môn như thế nào? Và bây giờ xin mời các con đến với phần tìm hiểu về các môn nghệ thuật. Các con hãy cùng nhau suy nghĩ và nói cho các bạn nghe ở trong nhóm nhé. Chúng ta hãy cùng nhau trình bày nào. À, các môn nghệ thuật có các môn nghệ thuật cơ bản đó là điện ảnh, kiến trúc, điêu khắc, hội họa, âm nhạc, văn chương và sân khấu. Vậy các con hãy coi từng môn nghệ thuật cụ thể một nhé. Đầu tiên, về môn nghệ thuật kiến trúc là một ngành nghệ thuật và khoa học về tổ chức, sắp xếp không gian, lập hồ sơ thiết kế các công trình kiến trúc với các con ạ. Và đây,
chính là các công trình kiến trúc. Các con hãy quan sát kỹ nha, các công trình thật là tuyệt vời phải không nào? Và tiếp theo, môn nghệ thuật tiếp theo đó là điêu khắc, là môn nghệ thuật tạo ra các tác phẩm bằng cách tạo hình hoặc kết hợp vật liệu như kim loại, đá, thủy tinh hoặc gỗ. Đây chính là các sản phẩm của môn điêu khắc, đó là điêu khắc trên đá, điêu khắc trên gỗ và điêu khắc tượng đồng. Các con hãy quan sát kỹ nha, rất đẹp, rất tinh tế phải không các con? Mời các con theo dõi tiếp. Tiếp theo đó là môn nghệ thuật hội họa, là một ngành nghệ thuật trong đó con người sử dụng màu vẽ để tô lên một bề mặt như là giấy hoặc vải để thể hiện các ý tưởng nghệ thuật. Và đây chính là các sản phẩm hội họa đó các con, những bức tranh thật sinh động, thật tinh tế và thật tuyệt vời phải không các con? Đó nữa, vụ gì đây ta? Các con thân mến, các con hãy chú ý tiếp nhé. Và môn nghệ thuật cô bốn giới thiệu với các con đó là hội họa, là một ngành nghệ thuật trong đó con người sử dụng màu vẽ để tô lên một bề mặt như là giấy hoặc vải để thể hiện các ý tưởng nghệ thuật. Đây là tất cả những bức tranh, đó là sản phẩm của hội họa, rất dễ thương, rất sinh động và có hồn, đúng không? Không có con? Và đây cũng là những sản phẩm về hội họa, những tác phẩm thật đẹp, thật có giá trị, đúng không nào? Xin mời các con đến với môn nghệ thuật tiếp theo, đó là âm nhạc, là một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt. Các yếu tố chính của nó là cao độ, điều chỉnh giai điệu, nhịp điệu và các khái niệm liên quan của nó, nhịp độ, tốc độ, âm điệu và những phẩm chất âm nhạc của âm sắc và kết cấu bản nhạc. Cô nghĩ rằng các con rất thích nghe những bản nhạc thật là hay, đúng không nào? Và cô mời các con đến với môn nghệ thuật tiếp theo, đó là văn chương, là khái niệm dùng để chỉ một ngành nghệ thuật ngôn từ. Văn chương dùng ngôn từ làm chất liệu để xây dựng hình tượng, phản ánh và biểu hiện đời sống. Và sản phẩm của văn chương đó là những bài văn, bài thơ, truyện ngắn đó các con. Môn nghệ thuật tiếp theo đó là sân khấu, là một hình thức sử dụng biểu diễn trực tiếp, thường bao gồm việc các diễn viên trình bày những trải nghiệm của một sự kiện có thật hay tưởng tượng trước đối tượng khán giả. Và các con thấy đây là sân khấu cải lương, sân khấu chèo, sân khấu múa. Tất cả những tác phẩm nghệ thuật này đều được tạo ra rất có hồn, rất đẹp và làm cho cuộc sống của chúng ta thêm vui vẻ và hạnh phúc hơn khi được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật này, đúng không con? Và các môn nghệ thuật cô muốn giới thiệu với các con đó là xiếc, tuồng, kịch và múa rối. Và môn nghệ thuật tiếp theo đó là điện ảnh, là một khái niệm lớn bao gồm các bộ phim tạo bởi những khung hình chuyển động phim, kỹ thuật ghi lại hình ảnh, âm thanh và ánh sáng để tạo thành một bộ phim, kỹ thuật điện ảnh. Và đây là những hình ảnh trong một số những bộ phim. Và cô nghĩ rằng chắc chắn các con sẽ được xem một trong những bộ phim này rồi, đúng không? Những tác phẩm ấy rất là hay, bao giờ cũng mang cho người xem, người nghe những cảm xúc thật tuyệt vời. Chào mừng các con đến với phần tiếp theo. À các con thân mến, tiếp theo để giúp cho các con điền đúng dấu phẩy vào trong câu thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với yêu cầu sau. Và yêu cầu có nội dung như sau: em hãy điền dấu phẩy vào câu sau. Em rất yêu thích hát nhảy múa hiện đại, và những người nghệ sĩ khi biểu diễn họ đã gửi cả tình yêu và sự đam mê vào mỗi lời ca, mỗi điệu nhảy, mỗi động tác múa. Các con hãy cùng nhau thảo luận, suy nghĩ và đưa ra đáp án cho câu này nhé. À như vậy, đây chính là đáp án. Em rất yêu thích hát, phẩy, nhảy, phẩy, múa hiện đại.
Vì những người nghệ sĩ khi biểu diễn, họ đã gửi cả tình yêu và sự đam mê vào mỗi lời ca, phải mỗi điệu nhảy, phải mỗi động tác múa. Vậy các con hãy suy nghĩ cho cô biết, vì sao sau từ hát con điền dấu phẩy, sau từ nhảy con điền dấu phẩy, và sau mỗi lời ca con điền dấu phẩy, sau mỗi điệu nhảy con lại điền dấu phẩy nào? Hãy suy nghĩ và nói cho nhau nghe trong nhóm nhé. À, và đây chính là đáp án. Như vậy, thế vì sao trong, vì sao sau từ hát, sau từ nhảy con điền dấu phẩy? Vì từ hát, từ nhảy và múa hiện đại là những từ ngữ chỉ môn nghệ thuật trong câu này, nên con phải dùng dấu phẩy để tách ra, đúng không nào? Hoàn toàn chính xác. Thế tại sao sau cụm từ mỗi lời ca, mỗi điệu nhảy con cũng điền dấu phẩy? Vì sao? À, vì những cụm từ mỗi lời ca, mỗi điệu nhảy, mỗi động tác đều là những cụm từ chỉ những động tác, hoạt động của những người nghệ sĩ khi biểu diễn trên sân khấu, nên con phải dùng dấu phẩy để tách ra. Đó là câu giải thích hoàn toàn chính xác. Như vậy, sau phần này các con cần nhớ rằng dấu phẩy dùng để ngăn cách các bộ phận có cùng chức vụ ở trong câu. Các con đã nhớ chưa nào? Và cô mong rằng các con sẽ luôn yêu thích những môn nghệ thuật. Và nếu như đó là những ước mơ của các con, thì các con hãy cố gắng thực hiện điều này nhé. Cô chúc cho ước mơ của các con sẽ thành hiện thực. Và phần này đã khép lại bài học hôm nay của chúng ta rồi. Cuối cùng, cô tạm biệt các con và chúc các con luôn chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các con trong tiết học sau nhé. Tạm biệt các con.